Sáng ngày 11 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên cho biết, các đội nghiệp vụ vừa triệt phá hai tụ điểm cờ bạc trong ngày 10 tháng 1, thu giữ hàng trăm triệu đồng. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang 11 người tụ tập chơi đá gà qua mạng tại số nhà 29/17, tổ 20, khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới. Tang vật thu giữ gồm 3 xe máy và 9 điện thoại di động các loại, một máy tính cùng hơn 33 triệu đồng tiền bạc. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu đất trống thuộc ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, công an bắt quả tang 22 người đang lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 18 điện thoại di động và 17 xe máy, một con gà, một bộ xí ngầu, hơn 220 triệu đồng và nhiều dụng cụ khác phục vụ cho việc đánh bạc.